hạn chế về góc độ di chuyển, không có ai hỗ trợ cho Đúc để qua được cái giai đoạn khổ cực ban đầu tiên. Điều đấy khiến cho anh ta lâm sâu hơn vào những khó khăn. Còn trận đấu này, nếu như MLXG giành một hai lần quan tâm lên khu vực đứng trên thôi, thì có thể Looper sẽ không gặp phải khó khăn khi đi đường với đối thủ của mình nữa. Chắc chắn thôi, tôi nghĩ đó là điều mà ML cần phải làm ở trong ván đấu này, bởi Poppy sẽ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong những pha giao tranh. Đó là phá đi một hình giao tranh đẹp mà SKT thiết lập. Thứ hai là không thể lay chuyển của Poppy có thể ngăn cản những tình huống súng cao su của Blank, và đó là một cái tiền đề rất tuyệt vời để cho Royal phá đi những cái pha giao thiết lập pha giao tranh ở ván 2 của SKT. Và rõ ràng SKT phải cần nhiều thứ hơn, họ cần sự tinh quái hơn thay vì những lối đánh thông thường mà chúng ta thường hay thấy với những vị tướng như thế này. Rất nhiều khả năng cấu rỉa máu được đưa ra bởi SKT. Gần như là trong giải đấu chung kết thế giới này, họ là đội tuyển tiên phong cho cái chiến thuật nhiều những con bài cấu rỉa máu như vậy. Và một lần nữa họ đang đem vào, nó gần như là một câu trả lời cho đội hình của Royal Navy ngay trong trận đấu trước mà thôi. Virus đối đầu với Victor, một kèo đấu chúng ta cũng đã thấy quá nhiều lần rồi, có thể một vài những cái đội đầu tiên và thậm chí kể cả về sau nữa, khả năng để đường luôn luôn thuộc về Virus, trong thậm chí trong cả những cái pha tay đôi. Nhưng nếu như xét về lượng sát thương trong những pha giao tranh thì Xiaohu với vị tướng Victor kia sẽ ăn đứt so với Virus của Faker. Khi thấy đối phương chọn Virus thì ngay lập tức Xiaohu đã đổi cho mình cái phép bổ trợ không còn là tốc hành nữa mà đó là thanh tẩy. Rõ ràng khi thời điểm Faker đạt cấp độ 6, Blank sẽ có nhiều tình huống hỏi thăm đường giữa và thanh tẩy sẽ giúp cho Xiaohu phần nào đó giảm đi cái sự nguy hiểm. Rất có thể sau khi mất thanh tẩy thì anh ta tiếp tục bị chịu cái áp lực như vậy nữa và Faker từ đó có thể dẫn tiếp tục về trên số lính. Vừa rồi Faker đã dùng cái tốc hành của mình để né đi một tình huống dìu của ML. Rất lợi hại, một khởi đầu rất lợi hại khi Royal Navy có lợi trên tất cả mặt trận. Khu vực đường dưới tiếp tục, vừa rồi là Bang mất máu bởi nội hỏa Kim Mantra của Mata, bây giờ đến Wop tiếp tục mất máu và nhường hai chỉ số lính lại cho UZ. Tôi không hiểu những khởi đầu này là như thế nào, nhưng hai chỉ số lính này đồng nghĩa với việc là 10 tiền, ít nhất là 10 đồng đúng không? Đúng vậy. Và thêm rất nhiều những cái lợi thế ở khu đường dưới khi mà cấu rỉa máu thành công đến từ UZ nữa. Phía bên kia thì Blank cũng gặp một vài những pha hỏi thăm đến từ Looper. Và khởi đầu, cả hai người đi rừng đều bắt đầu từ những con bùa lợi ở khu vực rừng trên. Và đường dưới thì Royal họ đang có lợi thế về khả năng cấu rỉa máu ở ngay cấp độ 1, cho nên họ bỏ qua đi bãi rừng đầu tiên và ra thẳng đường luôn. Điều đó cũng buộc cho Bang và Wolf cũng phải bỏ bãi rừng và ra thẳng đường. Looper đang bị tấn công bởi Đúc. Chắc chắn đây là điều dễ hiểu, ý chỉ tấn sấm được kích hoạt, một lượng máu lớn của Đúc đã được cấu đi. Nhưng Đúc cũng sẽ quay lại ngay lập tức khi mà khởi đầu của anh ta là bình thuốc biến dị. Đó là Looper. Looper khởi đầu bình thuốc biến dị. Hồi phục tốt và cũng bổ sung thêm khả năng cho đối thức dành cho Looper. Nhưng có lẽ đó là câu chuyện ở cấp độ 2 khi anh ta có cái xung phong để áp sát thành công được vào Kennen. Một điểm khá lợi hại, đấy là cái không thể lay chuyển, nó không thể nào mà ngăn cản được Kennen trong những pha anh ta sử dụng tốc độ sấm sét. Chỉ có thể ngăn cản với những cái tình huống sử dụng cái đai lưng Hextech mà thôi. Và khu vực đường dưới thì do lên cấp độ 2 trước, Uzi và Mata vừa có một chút xíu lợi thế, nhưng đó đơn giản chỉ là lợi thế việc cấu máu và vị trí của Wolf mà thôi. Điểm mạnh rồi, gặp nhau ở rừng đó là Blank và ML, súng cao su nó trúng cấp độ 2 chiêu thức và có vẻ như ML phải bỏ chạy với cái tốc hành của mình. Còn Blank thì Faker có mặt trước và điều đó giúp cho Blank tự tin đường đây. Thì Wolf có một cú chó ML dính kiệt sức, Mata đang ở lại, anh ta đang chờ một điều thần kỳ đó xảy ra. Nhưng ML thấp máu, Uzi có mắt bập hồi máu cho người đồng đội của mình. Blank tốc biến và chiến công đầu của Blank, Mata thấp máu lên bảng đếm số sau phát bắn thứ tư của bảng. Liên tục là những điểm hạ gục đến từ SKT. Thoạt nhìn tôi nghĩ rằng đó là một tình huống không hiểu ý đến từ Blank. Và Wolf khi Wolf tiến ra với phát chói tốt của mình, với thêm một tình huống kiệt sức của mình, nhưng Blank đang ở một khoảng cách quá xa và đang có định quay trở lại với phần rừng. Nhưng thực ra không phải, ở khu vực đường dưới vẫn có thêm những sự hỗ trợ nữa đến từ Bang và Blank cũng kịp thời quay trở lại, thêm cả Faker nữa để lấy đi hai điểm hạ gục và một lợi thế rất tuyệt vời dành cho SKT. Bây giờ thì nó không chỉ là lợi thế ở vai trò đi rừng mà xạ thủ tất cả những cái sự thua thiệt về lượng lính sau một vài những pha lên cấp độ trước và cấu rỉa máu đến từ gì nó hoàn toàn bị xóa bỏ đi. Anh ta đã mất hồi máu, còn Bang mất tốc biến nhưng vẫn còn đó là hồi máu. Một điểm mạnh của bộ đôi Zing và Zara ở giai đoạn về sau khi đã lên cấp độ 3 hoặc cấp độ 4, đó là những cái bẫy, những cái trap
được Zara và Jin tạo ra nó sẽ khiến cho Uzi gặp khá nhiều sự nguy hiểm trong những tình huống trao đổi chiêu thức. Và chỉ cần một tình huống mà tôi nghĩ rằng Uzi đạp bẫy thôi, một nét vẽ chết chóc buộc cho Uzi phải dùng di chuyển gọc thì ngay lập tức Duke sẽ dịch chuyển nếu như có một con mắt thuận lợi, và đó sẽ tiếp tục là một pha thi đấu nữa có lợi cho đường dưới của SKT. Và nhưng chúng ta sẽ phải chờ trong khoảng gian nữa. Còn đối với Seohu, rõ ràng chất tướng là sức mạnh phép thuật không thể khiến giúp cho Seohu đẩy đường tốt hơn Faker ở ra đầu trận đấu. Và trong tình huống thi đấu vừa rồi chúng ta thấy rằng Seohu đã bị khép góc hoàn toàn Faker và anh ta ra muộn hoàn toàn và buộc cho ML phải lùi. Còn khu vực đường trên này thì Đức cũng không gây quá nhiều khó khăn dành cho Looper được. Đó là một dạng đi đường tốt từ Looper. Anh ta vẫn chưa phải dùng cú dịch chuyển của mình, nhưng bây giờ anh ta đang bị cấu đi một lượng máu khá khá. Nhìn qua với tốc độ ăn rừng thì Blank đang ổn hơn so với Olaf. Anh ta farm nhanh hơn ngay từ đoạn đầu tiên khi anh ta lên cấp độ 3 trước so với đối phương. Và khu vực đường dưới này thì phải nói rằng Zara là một vị tướng khắc chế rất tốt những vị tướng hỗ trợ có những kỹ năng theo dạng là định hướng. Đó là Thresh, đó là Blitzcrank và thậm chí đó là cả Kakma nữa. Và vừa rồi Wolf đã thể hiện chúng ta một tình huống thi đấu kiểu như vậy khi anh ta dựng cái cây của mình lên để cản đi pha nội hỏa đến từ Mata. Với việc mà Blank có được chiến công đầu, anh ta đã có thêm một cái trang bị đi rừng nữa. Và điều này sẽ giúp cho anh ta có được nhiều cấp độ hơn sau những tình huống ăn bãi rừng so với ML. Hiện tại chúng ta thấy rằng cấp độ Blank đang nhỉnh hơn đối phương là 1. Anh ta sẽ có thể đạt cho mình cấp độ 6 trước. Và lúc đó SKT hoàn toàn có cơ sở để thiết lập những tình huống ganh ở một đường nào đấy, kết hợp với cú dịch chuyển của Đúc. Nhưng Đúc vừa nói xong anh ta đã dùng dịch chuyển rồi, và sẽ phải chờ một khoảng thời gian nữa, chờ Đúc hồi dịch chuyển thì SKT mới có thể giao tranh được. Nhưng lúc đó thì ML cũng đã đạt cho mình cấp độ 6 rồi. Bay ra với súng cao su, Seohu phải tốc biến. Rất đơn giản, một tình huống thi đấu cực kỳ đơn giản để lấy được tốc biến từ Seohu. Không còn tốc biến nữa, đó sẽ điểm đến tuyệt vời cho Blank trong lần tiếp theo. Khi mà Faker có được cú chiều cuối thì kể cả có thanh tẩy đi chăng nữa, nó không thể nào mà giải tiếp tục được thêm một pha súng cao su đến từ Jack. Ở kinh nghiệm của Blank cũng đang ổn, nếu như anh ta tiếp tục ăn được thêm một nửa bãi quái vật rừng của mình nữa, một nửa vân rừng nữa, có lẽ anh ta sắp đạt được cho mình cấp độ 6 để thực hiện những pha gành ghê gớm hơn. Khu đường dưới vẫn đang là những sự thua thiệt của Bang so với Uzi về lượng lính sau những cái giai đoạn đầu tiên của trận đấu, và liên tục đang là những pha ép góc khó chịu tới từ Mata. Và một cú quỳ cùng với một cái mầm cây Wolf đã kích hoạt ý chỉ tấm sấm vào người của Mata. Mata bây giờ mới chỉ đạt cho mình cấp độ 3 mà thôi. Sự thua thiệt về cấp độ ở hai người hỗ trợ cũng đang được thể hiện, và đó lý do tại sao SKT đang có lợi thế hơn ở đường dưới. Và chưa kể đồ trang bị như thế này, Uzi đọ tay đôi Bang, chắc chắn Uzi không có tuổi khi mà nhiều sát thương, có cả xuyên giáp so với một đống mắt nữ thần. Thực ra thì nếu như gọi là đọ tay đôi mà không có tuổi thì nó sẽ là một cái nhìn hơi bị lệch lạc một chút xíu. Nhưng cơ hội để thắng thấp thì có lẽ là thực tế hơn. Khu đường trên này Đúc đang bị tấn công, nhưng MXC cấp độ 5 mà thôi, anh ta chưa có thể ra Ragnarok, anh ta chưa thể nào thoát ra khỏi được những tình huống làm choáng đến từ Đúc. Đó là tất cả những nỗ lực mà MXC và Looper có thể làm. Nhưng phía bên này Blank lao vào rất nhanh với không thể lay chuyển. Có lẽ ra đi đường cùng với Kennen không có bất cứ một kỹ năng là thoát ra khỏi được không thể lay chuyển, khiến cho Looper luôn luôn tiết kiệm nó cho mình. Điều đấy thực sự tốt dành cho anh ta để thoát ra khỏi được những pha ganh tới từ Blank. Và một pha nhảy lên của Uzi ăn ngay một cú kiệt sức khá là đơn giản của cho Uzi đi, khi mà câu đi cái kiệt sức của Wolf. Và thua một phép bổ trợ như thế này thì có vẻ như SKT sẽ phải thi đấu chậm lại ở đoạn về sau hay chăng đây. Seohu ăn bùa xanh thôi, tôi cứ tưởng anh ta di chuyển lên đường trên làm điều gì đó. Và Mata mất đi tốc biến, mất nguồn ba phép bổ trợ đường dưới dành cho Royal. Rất nhiều những lợi thế, vừa rồi là một pha khóa chính xác từ Zyra, và điều đấy đã khiến cho Mata gặp nguy hiểm. Cung ánh sáng trả ngược lại lượng sát thương cực kỳ lớn. Uzi vẫn còn đủ năng lượng để có thể dùng chiêu thức, anh ta vẫn còn đủ nhờ. Nhưng anh ta đang bị ép góc bởi Wolf, và đây là sân khấu tử thần. Anh ta cuống thoát nhanh ra và thêm cả tốc biến nữa, đã kịp thời thoát ra. Nhưng Uzi vẫn đang bị tấn công bởi Wolf không còn hồi máu, và đó là điểm chiến công dành cho Wolf trong một pha tay đổi tuyệt vời. Nhưng cú tốc biến là hơi cẩn thận, hơi cẩn thận, nhưng tôi nghĩ rằng nên có trong tình huống đó, bởi biết đâu Uzi lại thực hiện mọc đâu ra một cú quy thì coi như sôi hỏng bỏng không. Đang là pha cướp rừng của Blank, Seohu di chuyển vào với con bùa xanh này, anh ta cướp được 3 con chim nhưng không cướp được con chim to. Tôi nghĩ anh ta ăn được cả 4 chứ, đó là cú trừng phạt của Blank. Anh ta giữ được cả 4 con chim quỷ biến dị cho mình. Có thêm Faker ở đây để đảm bảo việc kiểm soát tầm nhìn trong phần rừng. Hiện giờ thì lượng lính farm được đến từ MLG và Blank là như nhau. Chất tướng Olaf với việc tăng mắc cho mình vào những pha ném dìu khiến cho Olaf có vẻ dễ dàng trong việc xóa sổ những bãi quái vật rừng, kể cả là anh ta hướng tới món trang bị để bổ sung thêm tầm nhìn cho những người đồng đội của mình là đá tỏa sáng. Phía bên kia thì Blank với chất tướng là Jack thì không cần đá tỏa sáng nữa, anh ta mua luôn dao săn bắt cho mình mà thôi. Anh ta thực hiện những pha ganh với súng cao su
với chiêu cuối nề này của mình, và bây giờ vẫn còn nề này, tức là nguy hiểm và sự rình rập đến tính mạng của Xiao Hu là vẫn còn. Tốc biến thoát ra khỏi và chàng dây quay ngược trở lại chàng dắt đường, chói chúng dắt đường dồn rất nhiều của Mata. Mata không còn tốc biến nữa, điểm vào gục lại dành cho Whoop. Có thêm mèo gì để đảm bảo an toàn. Wow. Và đây là Sugasu. Và lan đây đây này. Và kể cả có chiêu cuối thì đó vẫn là điểm mà cùng dành cho Faker. Bang Blank đi vào hơi sâu và anh ta phải mất đi cú tốc biến để thoát ra sự nguy hiểm vừa rồi. Nhưng rõ ràng SKT họ đang tận dụng rất tốt những lợi thế từ hai điểm hạ gục ở giai đoạn đầu trận đấu để đè nén Royal Never Give, đặc biệt là đường dưới. Khi mà Royal tự tin trong tình huống trước đó họ mất nguyên 4 phép bổ trợ, thì cái kết quả như chúng ta vừa thấy trong tình huống vừa rồi là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Và cái trụ một này, đường dưới nó sẽ phá hủy. Đây là trụ đầu, nó đem lại cực kỳ nhiều kinh tế. Nó sẽ là kinh tế của Faker và của Bang, mỗi người 388 đồng, hơn cả một điểm hạ gục. Cực kỳ nhiều lượng tiền có được sau pha giao tranh vừa rồi, nằm tương đối nhiều ở vị trí của Bang. Và như đã nói, anh ta chỉ cần kiếm những điểm hạ gục mà thôi. Anh ta là người đi farm những điểm hạ gục, chứ không phải là farm chỉ số lính đua so với UZ trong một cái thế trận mà SKT đang là đội tuyển chiếm được nhiều hơn những cái lợi thế như thế này. Một câu trả lời hoàn toàn xác đáng khi phút thứ 10 mà thôi, SKT đang vượt hơn dẫn trước 5 điểm mà gục với lượng tiền là hơn 4.000 vàng. Khởi đầu như mơ cho một đội hình cấu rỉa máu hạng nặng mà SKT đang sở hữu. Và như vậy họ có tiền đề để hướng tới những cái pha tập trung sớm với nhau, ăn đi những mục tiêu lớn kiểu như cái trụ một ở khu vực đường giữa tại thời điểm phút thứ 13 của trận đấu này mà thôi. Đối với ML thì anh ta vẫn quyết định không lên cho mình được cái dao thợ săn. Có lẽ anh ta biết được rằng sự nguy hiểm, tức là Olaf chính là một con dao hai lưỡi. Khi mà bật tận tới Narok thì sẽ giải được hiệu công chế, không bị dính hiệu công chế, nhưng cũng sẽ yếu đi rất nhiều về giáp và kháng phép. Và anh ta phải bổ sung rất nhiều máu. Nhưng máu đây không phải là một trang bị thực sự là quá nhiều máu, nó chỉ là những viên hồng ngọc lẻ tẻ mà thôi, cùng lắm là một viên đá tỏa sáng. Và chúng ta thấy rằng cái cách mà ML bốc hơi ở trong tình huống đường dưới vừa rồi, mặc dù anh ta là một vị tướng đấu sĩ, anh ta phản xạ chậm đúng không? Bởi vì nếu như đấy là Poppy của Looper có thể đã có một không thể lay chuyển, tức là việc nhảy ra từ chỗ tối, Looper vẫn kịp phản ứng. Nhưng MLG thì không kịp bật thấy ra rock từ trước, điều đấy khiến cho anh ta bị dính hiệu ứng làm choáng nhẹ. Anh ta bị đẩy ngược trở lại với vị trí mà các thành viên đội tuyển SKT đang đứng. Chứ nếu như đó là thời điểm mà anh ta chạy thẳng về với cú chiêu cuối của mình, tôi nghĩ là anh ta đã thoát. Faker bị dính một pha combo của Xiao Hu, nó dừng lại mức độ cấu máu mà thôi. Và Blank buộc lòng phải sử dụng nề này của mình để bảo vệ an toàn tính mạng người đồng đội của mình. Như vậy nó không chỉ dừng lại một tình huống định cấu máu, nó định dừng lại một tình huống lấy điểm hạ gục của Faker. Và Faker thì lúc này có lẽ sẽ phải về nhà. 3 lần nâng cấp loại công nghệ đến từ Xiaohu, và đó lý do tại sao tình huống này vừa rồi của Blank lại bị hút lại bởi trường trọng lực rất dài, khép góc và có nét vẽ chết trong sân khấu tử thần. Tốc biến của Xiaohu, có linh giáp của Mata và Mata đang đỡ cho người đồng đội của mình. Phát bắn từ không trúng, nếu như trúng tôi nghĩ rằng cơ hội để Mata lên bảng điểm số là khá cao khi mà mũi tên xuyên pháo của Faker đã chuẩn xác. Đó là điều rất ảo diệu ở Zyra mới tại thời điểm hiện tại. Ở thời điểm ngày xưa thì có lẽ cái khoảng cách về những cú chói nó không thể nào dài được như vậy, nhưng đến bây giờ nó là như thế. Tầm chói khiến cho Xiaohu hoàn toàn bị bất ngờ trong pha thi đấu vừa rồi. 118, 122 so với 113 chỉ số lính. Thực ra Xiaohu vẫn đang làm rất tốt cái nhiệm vụ của mình. Có lẽ anh ta đã tranh thủ kiếm thêm được một vài những lượng kinh nghiệm, lượng tiền đến từ những bãi quái vật rừng của mình. Và UZ đang thoát ra, có thêm sự hỗ trợ đến từ Looper. Thì Đúc mới là người cần phải nằm xuống, vì phía bên kia không có thêm sự hỗ trợ của Blank khi Blank đã gặp phải MLG. Và anh ta lạnh lùng dùng súng cao su bắn qua bên kia bờ tường, quay trở lại đường của mình farm. Và có lẽ đó là một cái kết mà Đúc sẽ phải tự chịu trách nhiệm một mình mà thôi, không nên kéo theo ai cả. Nhưng quyết định vừa rồi của Đúc cũng là khá táo bạo, nhưng anh ta lại không tính được rằng Looper có dịch chuyển cũng như sự có mặt của ML gần đó. Thực ra đó sẽ là một pha trao đổi, nếu như lấy được trụ một cùng đứng trên và bảo vệ được với Jack thì là đổi lời cho SKT. Blank đã lộ ra vị trí của mình, anh ta bị cắm thêm một con mắt vào trong bụi cỏ nhỏ này để phát hiện ra tầm nhìn, và anh ta có lẽ không dám phòng ngự đâu. Anh ta dám khi lính đã hết, nhưng cũng chỉ đến mức độ đấy mà thôi. Bởi vì tôi tin rằng đây là hai con bài băng trụ tốt nhất của bên phía đội tuyển Royal Navy Up có được. Và kể cả có cái nội tại đi chăng nữa thì với lượng máu mà hai thành viên của Royal Navy Up đang sở hữu, họ vẫn có khả năng để bẹp được Jack của Blank ngay bên trong trụ một của SKT. Và những gì Blank làm trong tình huống vừa rồi là cố gắng câu kéo thời gian để Đúc di chuyển ra. Và khi Đúc di chuyển ra thì câu chuyện nó sẽ khác. Ở đường trên thì Royal Never Give cũng đã cử người kịp để có thể phòng ngự. Cái trụ một đường trên của họ vẫn chưa bị phá hủy, nhưng nó đang trong một lượng máu báo động. Mata đã phải bấm B về nhà, có lẽ để sạc cho mình những con mắt. Anh ta đang sở hữu một con mắt tím trên người, nhưng đá tỏa sáng thì là một con số 0. Còn Đúc thì sau tình huống lỗi vừa rồi, anh ta vẫn tiếp tục ra đường
cụ thể hơn đó là đường dưới và sẽ đối đầu với Looper. Lúc này thì SKT họ sẽ có dịch chuyển của Duke và đó sẽ là lợi thế hơn người nếu như giao tranh lớn nổ ra, có thể sẽ ở đường trên. Khu vực đường trên trụ một của Ranegap cũng chỉ còn một chút xíu mà thôi. Thực ra đó vẫn là một pha di chuyển khá táo bạo của các thành viên đội tuyển SKT với mục đích là đang có lợi hơn dành cho họ kể cả mất đi điểm hạ gục. Nhưng trụ một khu đường trên có lẽ chỉ còn tầm khoảng 300 máu mà thôi. Và 300 máu khi đối đầu với những pha chí mạng và đòn đánh thứ tư của Bang thì có lẽ nó còn chưa đến một vòng đạn nữa. Đã bị phát hiện tầm nhìn là Wolf. Anh ta đang tìm kiếm những cơ hội để ép giao tranh. Rõ ràng SKT biết rằng bây giờ bộ đôi của mình là khỏe hơn so với Ezreal và Kak'Ma, khi Ezreal của OG vẫn đang là lẻ tẻ những cái món trang bị chứ chưa hoàn thành được bất cứ món trang bị lớn nào như bàn tay bằng giá hay như thanh kiếm Mana Moon. Có lẽ Ezreal của OG sẽ phải lên cho mình cái kiếm Mana Moon trước để có thể cố gắng tích điểm số cách nhanh nhất có thể. Bởi ở thời điểm hiện tại thì đối với những chơi Ezreal, như một vài cao thủ, một vài người bạn tôi nói thì tầm khoảng phút 20 là phải full số rồi. Nếu không thì Ezreal sẽ rất yếu. Đúc đang bị quay. Anh ta có chiêu cuối, anh ta quyết định chơi vào người của Looper. Sát thương không đủ. Đúc đang tấn công. Looper bị trúng bắn nhưng ta có khiên từ nội tại của mình. Anh ta tốc biến khéo léo với khiên của mình, lấy khiên và thoát ra khỏi được tầm tấn công của trụ. Một pha băng trụ như đã nói, đó là hai thành viên băng trụ tốt nhất mà Royal Negap đang có. Còn ở khu đường giữa này, một bước di chuyển sai lầm mà thôi, chắc chắn đó sẽ là điểm hạ gục dành cho SKT và Xiaohu biết điều này. Anh ta đủ tỉnh táo để thoát ra khỏi được pha tấn công. Trụ một khu đường dưới của SKT mất đi với lượng tiền dành cho Looper. Trong khi đấy trụ một ở khu vực đường giữa, SKT đang rất nỗ lực để lấy đi nó. Họ lấy thành công với 4 thành viên. Nét vẽ chia chóc của Bang được dựng ra. Faker sẽ cố gắng farm nốt tên lính này và về nhà. Có lẽ không hiểu anh ta đã hoàn thành được cho mình kiếm bao nhiêu mu chưa? Tôi tin rằng lần về này thì anh ta vẫn chưa đủ đến thời điểm hiện tại. Vì anh ta vừa về để hoàn thành xong cho mình những thanh kiếm Mana Moon cùng với những cái mảnh nhỏ kia thì phải. Có lẽ sẽ tốn thêm một khoảng thời gian farm ngắn nữa mà thôi để Faker có thể hoàn thành nốt được những cái món trang bị cần thiết của mình. Lượng tiền chênh lệch bây giờ vẫn đang được duy trì ở mức độ 4.000 vàng. Điều đấy chứng tỏ Royal Negap đang có những bước đi rất chính xác. Nhưng khu vực đường trên là một pha 4 quay 2. Uzi bị tấn công, tốc biến lên đến từ Mata để thoát về. Nhưng phía sau lưng này còn Duke. Wow. Và Uzi là người nằm trước và tiếp theo đó là cả Mata nữa. Tiếp tục là một pha di chuyển thông minh đến từ SKT để gia tăng thêm khoảng cách về lượng tiền. Bây giờ là hơn 5.000 vàng. Và có một điều SKT làm tôi bất ngờ, đó là sau tình huống di chuyển thi đấu vừa rồi họ không ăn sứ giả khe nứt. Hay bây giờ họ mới ăn này, bây giờ họ mới ăn này. Và con sứ giả khe nứt này thì nhiều khả năng là được nhường cho Blank, bởi lúc này thì Đúc vẫn đang lọ mọ đường trên. Thực ra đây là một trận đấu mà sứ giả khe nứt cũng không đem lại lợi thế sát thương quá nhiều dành cho bất cứ một thành viên nào của SKT đúng không? Thế thì đó là Varus thì may ra đòn bắn đầu tiên nó còn hiệu quả chút xíu, chứ đối với các thành viên kiểu như Blank hay Wolf, thực ra tôi nghĩ Blank ăn thì cũng được và nó đừng nhường cho Bang. Đó, nhường cho Bang thôi. Những con bài tay dài hay là có thể là Kennen lấy khu đường trên, nhưng tôi cũng không nghĩ rằng đó là thực sự là hiệu quả. Khi mà sát thương đến từ Kennen từ những đòn bắn tay nó không phải là quá nhiều. Thực ra khi nhìn lại thì đây là một trận đấu mà Đức cũng phải tốn rất nhiều tiền vào những món trang bị nhỏ để có được một đoạn đi đường dễ thở hơn. Như vậy là không chỉ Bang mà đến cả Blank nữa cũng là một người chơi trọng giờ lên khu đường trên cả. Và để mặc cho Đức sống chết như thế nào thì mặc kệ. Đúng rồi, và có vẻ như Royal đã tìm được cái điểm yếu này của SKT. Sẽ điểm yếu thực sự không phải, đó là triển khai được cái chiến thuật thôi. Bắt bài được chiến thuật của SKT và họ đã dã vào người của Đúc khá nhiều, không chỉ ở ván 2 này mà ván 1 chúng ta cũng đã thấy Đúc phải nằm xuống tận 4 lần. Hiện tại thì mọi thứ đang thuộc về SKT, một lượng tiền chênh lệch nó đang là 6.000 tiền. Và với cái lượng tiền như thế này thì chờ con Meron ra, chờ con rồng tiếp theo ra, SKT họ sẽ có thể tạo được nhiều sự đột biến hơn nữa bằng những tình huống kiểm soát mắt trước rồi bắt đối phương, ép giao tranh đối phương. Và đầu tiên đó là con rồng gió. Một con rồng gió, đây là con rồng gió thứ hai dành cho SKT. Và khi con rồng thứ ba mà tiếp tục là rồng gió nữa thì đừng tiếp tục là rồng gió là con rồng thứ ba. À không, đại dương chuyển rồi, là đại dương. Và nếu như có một con rồng gió thứ ba nữa thì tôi thực sự nghĩ rằng là Royal Negap cần phải can thiệp. Bởi vì kể cả họ có khả năng ép giao tranh đi chăng nữa, nhưng nếu đối phương có đến tận 3 con rồng gió thì khả năng để tẩu thoát của SKT cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Khu đường giữa này bật kiếm Ma Yao Mu lên để ép góc vào Xiaohu, một pha cấu diểm máu khá ổn đến từ Faker cùng với Bang. Họ tập trung lại với nhau. Đây là thời điểm phút thứ 18, cấp độ là vừa đẹp và khá bất ngờ khi mà Bang đang có cùng cấp độ 11 so với Faker. Và tôi đang không thấy nhiều cái bẫy của Bang được đặt ra ở khu vực đường giữa này, khác hẳn với những gì Uzi thể hiện ở trong ván 1. Tức là trong tình huống mà kiểm soát trụ hay là kiểm soát đường hay một khu vực nào đấy thì rất nhiều bẫy. Cạm bẫy nghệ thuật của Bang được của Jin được dựng
Vừa rồi là một pha thi đấu mà Royal muốn đỏ lại đường giữa, còn ở đường trên đúc đơn giản là pha mà thôi, khá là nguy hiểm. Nhìn thì cũng có vẻ là táo bạo, nhưng thực ra mục đích dừng lại chỉ là ở việc cố gắng farm hết đợt lính dành cho mình mà thôi. Quả nhiên rằng kể từ khi có cái trang bị đai lưng Haystack thì những vị tướng, kể cả là mất tốn năng lượng, hay đặc biệt tôi nghĩ rằng ưu tiên và ưu ái dành cho những vị tướng mà không tốn nhiều năng lượng, không có năng lượng để mà tốn ấy. Đúng như vậy. Kiểu là Kennen hay Rumble thực sự là bước tiến lớn dành cho họ. Có những kỹ năng để tẩu thoát, để xóa sổ những đợt quái vật khi mà thời gian hồi chiều của cái đai lưng Haystack này nó cũng chỉ lên con số 40 giây mà thôi. Nó cũng như một chiều cuối ngắn hạn của lắc tướng, giống như là lắc hay Talon chẳng hạn. Rồi, Looper lúc này thì cũng đã khá cứng với cái giáp lửa và một trang bị kháng phép. Còn với Đúc thì tôi cảm giác như anh ta đang bị ám ảnh tuổi thơ. Tức là anh ta luôn lo sợ là ML có thể lên bất cứ lúc nào và thi đấu khá là hiền, cẩn thận, đúng vậy. Và thậm chí rằng đội hình của SKT cũng đang khá xa so với Đúc nữa. Và nếu như có tình huống gank của Royal thì chắc chắn các thành viên còn lại SKT sẽ không thể can thiệp được. Có lẽ khi đã chơi trận này rồi thì SKT cũng chỉ mong chờ điều đấy và cũng cực kỳ muốn điều đấy ở Đúc mà thôi. Chơi an toàn làm sao để đừng có bị gank, đừng dính phải những cái tình huống băng trụ. Và hai trong số lần hai chính là hai lần anh ta lên bảng điểm số đều là những cái tình huống kiểu như đúng vậy rồi, đúng rồi. Rất thổ báo lao vào tấn công thành viên đối phương và sau đấy lên bảng điểm số, đó là điều có lẽ là trong một vài những tình huống thì nó ổn, nhưng trong trận đấu này nó đang bị bắt bài bởi Đúc mà thôi. Anh ta hoàn thành xong cho mình Triệu Hư Vô là món trang bị lớn thứ hai. Gần đây chúng ta rất hay thấy kiểu lên đồ như này tới những vị tướng đường trên kiểu như Kennen hay Rumble, và sẽ là một pha thiết lập gạch tốc biến thoát đi và thoát tiếp ra khỏi cú chiêu cuối của Zyra. Nhưng sân khấu tử thần thì sao đây, cố gắng vận cho mình chiêu cuối đập chỉ văng Zyra mà thôi khi Zyra là người chặn. Looper quay ngược trở lại tấn công của Faker khá nguy hiểm, tốc hành đã bị mất đi đến từ Faker, anh ta mất cả hai phép bổ trợ cho tình huống gank này. Nhưng Looper thoát được và siêu hú tới, sát thương được dồn vào Zyra là cực kỳ nhiều. Phía bên kia MLG đang vòng ra dừng lại mức độ là hỏi thăm nhau mà thôi khi Blank là người chống chịu hết những sát thương còn lại. Looper vừa thể hiện một pha thi đấu điên rồ với khả năng chống chịu cũng như sự lả lướt của anh ta khi né liên tục được những pha chiều cuối của Bang. Và điều đó đã khiến cho SKT mất quá nhiều thời gian và không thu được gì. Và khi các thành viên còn lại của Royal di chuyển lên thì mọi thứ đã đổi chiều. Tuy nhiên nên nhớ rằng đó là pha thi đấu mà SKT chỉ có 4 người còn đối phương là 5. Cái chỗ này đang trong tầm tấn công của Royal, nhưng đổi lại không, không có đổi lại gì cả khi mà đường dưới Đúc cũng đã bỏ không tấn công vào trụ 2 đường dưới. Và như vậy Royal rút ngắn tỷ số về trụ là 2-3. Tiền tranh lệch cũng chưa được rút ngắn đi nhiều lắm dành cho Royal Navigator khi tại thời điểm phút thứ 21 đó vẫn là khoảng cách 5.000 tiền. Đúc đứng trên cái mắt tím của đối phương. Bây giờ anh ta mới quay trở lại. Đó là một tín hiệu mù mờ một chút xíu, có lẽ là theo dõi hướng di chuyển của Looper đã khiến cho Đúc hơi bị sao nhãng trong những pha di chuyển của mình. Kiểu lên đồ của Jack rất đơn giản, dễ hiểu, hoàn toàn là trang bị chống chịu mà thôi. Trận đấu này thậm chí Blank còn cẩn thận tới nỗi là anh ta không lên cái thần vọng. Đúng rồi, anh ta biết mình sẽ là chốt chặn duy nhất mà SKT có được trong những tình huống bị tấn công kiểu như vừa rồi. Và anh ta vừa thể hiện điều đấy một cách rất tuyệt vời. Điểm then chốt của Blank khỏi cần phải nghĩ, đó chắc chắn là chiến đấu lão luyện rồi. Và anh ta lấy cho mình ngọc máu cấp độ 18. Anh ta mua cho mình cái dao đụng độ à, theo kiểu là quy lửa. Quy lửa và cả sát tâm linh nữa. Anh ta đang hướng tới tiếp một món trang bị máu để tăng thêm giáp nữa. Có thể đó sẽ là khiên băng Raduin. Trận đấu này thực ra không cần khiên băng Raduin cho lắm khi đối phương là những con bài không cần nhiều đến tốc độ đánh. Thực ra thì nếu như Ezreal ở thời điểm hiện tại thì cũng đáng sợ về khả năng tốc độ đánh, bởi nội tại của Ezreal đã thay đổi theo thiên hướng mạnh hơn ở giai đoạn về sau, tức là nhiều tốc độ đánh. Còn ML bị giữ chân bật tận thế nào đốc, tạm thời là chạy được nét vẽ trên chóc chúng thì cũng không thể giữ chân được ML thì hút lại bởi trường trọng lực. Blank mất nửa máu, Blank lui ra được. Đó là điều hấp dẫn mà tôi thấy ở Jack. Từ một con quái vật to đùng, càng ngày anh ta càng bé, lại bé hơn. Và thậm chí màu hồng, à một cái màu vàng nó cũng khiến cho Jack của Blank nó trở nên đáng yêu hơn chút xíu nữa. Bây giờ là những pha thiết lập xung quanh khu vực hang Baron. Một đội hình cấu diểm máu tầm xa với những kỹ năng khống chế cũng như những kỹ năng cấu diểm máu rất dài của SKT thích những pha thi đấu kiểu như thế này. MLG không còn tận thế ra, anh ta bị trói lại với Faker và không có ai có thể đỡ cho anh ta trong pha thi đấu này cả. Đó là điểm mà cục dành cho Faker. Và như đã nói, tầm nhìn là thứ duy nhất mà SKT cần tại cái thời điểm phút thứ 23 của trận đấu như thế này. Xung quanh khu vực hạng Baron họ có kiểm soát, họ phá những tầm nhìn của đối phương thì không có cách nào gây khó cho họ được cả. Kể cả có bị ép góc ở khu vực đường giữa thì cách về của SKT
là cứ để cho Blank đâm thẳng ra và ngăn cản những pha tấn công của đối phương. Bây giờ là tình huống ăn Baron lén khi có Zyra, và đây là Zyra chưa hoàn thành xong mặt nạ đầy Leon Rai. Chứ nếu như Zyra mà đã hoàn thành xong mặt nạ đầy Leon Rai rồi, tốc độ ăn Baron là cực kỳ nhanh dành cho SKT. Họ ăn khá chậm, Blank mất rất nhiều máu. Edwil và Poppy đang tiến ra, họ biết điều gì đang diễn ra xung quanh khu ăn Baron này. Và Jack bị đấm ngược trở về khiến cho SKT ngay lập tức phải lùi về mà thôi. Uzi đã ngay lập tức lên bảng đếm số một, cú dịch chuyển của Đúc và Royal IDI ở Đúc đâu? Bỏ rồi. Anh ta tiếp tục duy trì thế đẩy khu vực đường dưới. Thực ra tôi nghĩ rằng đó là một pha thi đấu hợp lý. Đúng vậy. Đó là một cái trường trọng lực. Và nếu như Đúc phải đầu tư tốc biến lên thì chưa chắc các thành viên đội tuyển SKT đã có thể lao theo anh ta được. Như đã nói, đây là đội hình cấu máu, không phải đội hình zone ép giao tranh quá mạnh. Chỉ mạnh ở Blank mà thôi. Nhưng khi Blank mất đi súng cao su và Blank đang ở quá xa ra khỏi phạm vi tấn công thì đó là một phương án lựa chọn hoàn toàn hợp lý của SKT, dừng lại pha giao tranh và để đối phương mất đi những phép bổ trợ mà thôi. Và con rồng đại dương thì sẽ là một con rồng mà SKT cực kỳ thích. Nó sẽ giúp cho họ hồi lại một năng lượng cực kỳ nhiều, đặc biệt là những thanh niên như kiểu Faker hay là Bang, thậm chí là cả Wolf nữa, với tình huống liên tục dùng chiêu thức tạo cây cầu máu đối phương. Wow. Như vậy thì thiên thợ địa lợi nhân hòa đang tập trung hoàn toàn vào SKT. Có lẽ điểm chênh lệch kinh khủng mà tôi nhận ra, nó không phải là ở khu vực kinh khủng nào mà chúng ta có thể hình dung. Nó nằm ở vai trò hỗ trợ. Wolf đang quá khỏe so với khả năng gây sát thương đến từ Mata. Mà thực ra trận đấu này Mata coi như không có khả năng gây sát thương luôn. Anh ta còn không lên cái món trang bị mắt được cường hóa lên từ những món trang bị cộng tiền dành cho tướng hỗ trợ sức mạnh thuật. Mà theo đấy anh ta lên cho mình Hồng Ngọc tỏa sáng. Phía bên kia hoàn thành xong mặt nạ đầy Leon Rai rồi. Và nên nhớ rằng sát thương của những cái cây của Zyra nó có làm chậm, và nó sẽ là 10% máu đốt đi sau những cái tình huống sử dụng chiêu thức và những cái những cú đánh đến từ những cái cây được mọc lên từ kỹ năng E của Zyra, những cái cây đánh gần. Cá nhân tôi đánh giá thì Zyra cũng khá giống như là Manzaha, tức là không phải là một lượng sát thương sốc hay là kinh khủng gì cả, mà nó cứ từ từ đến từ những cái cây. Và khi mà Wolf hoàn thành xong thêm triệu băng Fiery Line nữa thì trong đội hình của SKT họ sẽ có hai vị tướng, chính xác là đã có một vị tướng mang sức mạnh phép thuật thuần rồi, đó là Zyra. Và nó, cái sự nguy hiểm của nó không khác gì Manzaha cả. Trong trận đấu này thì tôi cũng không rõ rằng đó sẽ có phải là triệu Fiery Line hay không. Bởi vì vị trí của Zyra của Wolf với một cái mặt nạ đầy Leon Rai là đóng góp tương đối nhiều sát thương rồi. Nhưng đấy, như đã nói, quay trở lại vấn đề là Blank sẽ không lên cho mình cái khiên băng Radwin. Đó sẽ là cái giáp liệt sĩ. Và với cái hướng lên đồ như này thì Blank cũng chắc chắn sẽ không lên cho mình cái dây chuyền Ancillary. Nhiệm vụ được đổi sang dành cho Wolf có thể là dây chuyền Ancillary, có thể là cái cờ lệnh hiệu triệu cũng được, khi anh ta cũng đang đóng góp một lượng sát thương phép lớn dành cho những người đồng đội của mình. Trận đấu này không phải là quá thiếu sát thương phép vì ở vị trí của Đúc là Kennen, nhưng càng nhiều càng tốt, bởi vì Zyra vị tướng hoàn toàn có thể giữ vị trí tốt trong pha giao tranh ở phía sau và đóng góp lượng sát thương lớn cho SKT. Và chưa kể chiêu cuối của Zyra sẽ mang tính chất bảo kê cho Bang cực kỳ nhiều với những vị tướng mang vào như kiểu là Looper. Còn với ML thì có lẽ họ sẽ phải cà rỉa một khoảng thời gian, đợi khi ML mất đi cái tận thế Nanorok thì họ mới có thể ngăn cản được vị tướng này ủi vào. Hoặc họ có thể chọn một phương án khác, đó là cả 5 người cùng dồn sát thương vào một Olaf đã bị giảm đi rất nhiều kháng phép và giáp khi bật tận thế Nanorok. Lại thêm những pha ép góc, không thể nào một mình tướng hỗ trợ Kangma có thể kiểm soát tầm nhìn lại được so với 3-4 thành viên như kia của SKT cả. Tiến ra phá một con mắt thôi, anh ta đang đứng trước nguy cơ hoàn toàn có thể phải nằm xuống. Nãy giờ thì lượng máu đang được Đúc kéo đi một cách khá khéo léo của Looper, nhưng ở chiều ngược lại thì cũng là một lượng máu khá lớn bị mất đi bởi Đúc. Và chiều cuối của Edwil là để kiểm soát tầm nhìn. Rõ ràng sự bí bách đang được Royal Navy Cup thể hiện khi họ không có một chút xíu tầm nhìn nào xung quanh khu vực hang Baron cả. Và nếu như cái diễn biến này nó xảy ra thì có lẽ đây là một trận đấu mà chúng ta gần như đã có kết quả rồi, bởi vì phương án ép giao tranh là quá khó dành cho Royal Navy Cup. Và Royal Navy Cup thì tính đến hiện tại, kể cả giao tranh tổng đi nữa thì kể cả đối phương cứ đứng đấy cho họ lao vào thì họ cũng chưa chắc đủ sức. Bởi nên nhớ rằng đối với Edwil thì điểm chính sức mạnh đó là gươm vô danh. Còn với Xiaohu, tôi nghĩ rằng hai món trang bị như thế này là chưa đủ để anh ta có thể lộng hành. ML cũng như vậy, và thậm chí giữa cả Looper cũng như vậy nữa. Trong khi đó Đúc đã hoàn thành xong gậy cái đồng hồ cát. Và trong những pha giao tranh Đúc lao vào, anh ta không chỉ tỏ ra sự khó chịu về mặt sát thương mà khả năng cò quay cũng như là một chút chống chịu nữa. Với những món trang bị như kiểu cung xanh và diệt khổng lồ, đó sẽ là lời nhắc tử vong dành cho Bang sau hai món trang bị trước đấy. Nhìn vào khả năng xuyên giáp của anh ta, tôi nghĩ rằng có lên giáp nữa đi chăng nữa
thì MLXG vẫn có khả năng cao và bốc hơi trước lượng sát thương được gây ra bởi xạ thủ của SKT mà thôi. 271 chỉ số lính tại thời điểm phút thứ 28 vẫn đang là người farm nhiều nhất trận đấu, đó là Faker. Nhưng phía bên kia, Looper cũng đang làm một điều rất điên rồ khi một tướng đường trên có thể bám sát so với thời gian của trận đấu như vậy. Anh ta đang được chia rẽ ra, chính xác hơn là cả hai bên đều đang chia đội hình của mình sang là 4-1. Và đường trên thì tự sinh tự sống. Con cua kỳ cục vừa rồi là nó thuộc về màu đỏ, tức là của SKT. Rất tốt. Họ cướp thành công. Như vậy, họ càng có cơ sở lớn hơn để kiểm soát tầm nhìn xung quanh thằng Baron như vậy. Lại thêm những pha hết sạch tầm nhìn. Khó rồi. Quá bí. Đấy, vừa có mắt được cắm ra được một chút lại bị phá. Con mắt này thì vừa mới cắm xong cũng đã bị phá rồi. Và đường giữa có vẻ như là mục tiêu của SKT. Khi họ đang có 5 người ở đây, họ có thể sẽ có một pha trao đổi hay chăng? Tức là họ hy sinh đường trên, đường dưới để lấy đường giữa của đối phương. Đang là những tình huống cầu máu của Bang và Faker, đặc biệt là Faker. Rất tốt lần này chúng vào Seohu, nét vẽ chết chóc và sân khấu tử thần thay nhau đỡ. Và Seohu phải tốc biến trong tình huống này, một đòn nữa và Mata đỡ thành công. Nhưng cái trụ này không có chân, không có tốc biến và nó thuộc về SKT. Vâng, tôi hơi bất ngờ một chút xíu là tại sao Mata không đưa tấm thân của mình ra để cản những cái tình huống chiêu cuối dành cho Seohu. Thì có lẽ đó cũng đã là ý định ngay từ đầu rồi. Seohu sẽ là người buộc lòng phải tốc biến để thoát ra khỏi pha chiêu cuối đấy. Bởi vì kể cả Mata có chắn đi chăng nữa thì Mata cũng sẽ phải tốc biến để đảm bảo được tính mạng cho dành cho mình. Anh ta cũng có cơ hội nằm xuống rất cao. Thôi sao? Lần này là MLG và tận thế Rarok đã giữ lại được tính mạng cho anh ta. Wow. Nhưng chỉ làm chút xíu và nét vẽ chết chóc xuyên khe, nhưng có thêm tuyến 2 để đỡ là Xiaohu. Faker lại đang dương cung, anh ta không bắn trúng vào UZ. Việc kiểm soát tầm nhìn là quá ổn và Blank đã bị phát hiện ra, Bang đã bị phát hiện ra fan Baron này. Họ có lẽ sẽ phải dừng lại nhưng không. Cây đang được tạo ra bởi Warp. Rất nhiều sát thương bởi cây. Đúc sẽ về nhà và sẵn sàng có một cú dịch chuyển khi có tốc độ di chuyển cao. Nhưng SKT nói rằng thôi anh đừng có về, ở lại mà đỡ trụ đi. Tôi sẽ bỏ con Baron này. Phải nói rằng kế hoạch ăn vụng trộm Baron của SKT tôi nghĩ là không hay, bởi họ đang sở hữu một vị tướng xạ thủ nạp đạn. Ăn rất chậm. Đúng vậy, ăn rất chậm. Và ăn kiểu vụng trộm này may ra chỉ có Ash mới có thể làm được cùng với Blank mà thôi. Thực ra thì họ có một người chơi đường giữa là Varus để đảm bảo lượng sát thương của giống như vai trò một xạ thủ vậy. Nhưng nãy giờ thì nhiệm vụ của Faker có lẽ là liên tục đứng sát cái bờ tường, dương cung và cấu máu các thành viên đội tuyển Royal Newgap, ngăn cản các thành viên muốn tiến ra để kiểm soát tầm nhìn. Nhiệm vụ đấy khiến cho anh ta không thể liên tục gây sát thương với con Baron được. Nó được chuyển lại dành cho Zyra và có vẻ như Zyra đang hướng tới trượng Valery Line. Giống những gì Tuấn nói, như vậy họ sẽ không có dây chuyền lan Solari. Hay chính cái áo vải kia đến từ Blank đang để hướng tới dây chuyền lan Solari đây. Như vậy là sẽ phải mất một khoảng thời gian khá là dài nữa và để hoàn thành xong dây chuyền Iron Solari khi Blank không còn hướng tới quá nhiều trong việc farm. Thì đó sẽ là một khoảng thời gian có lẽ sẽ phải tầm khoảng 10 phút. Blank đang di chuyển cố gắng phá mắt cùng với Wolf. Hiện tại thì đúng là khu vực hang Baron, tức là từ bờ sông, là Royal không thể nào cưỡng lại được. Họ có một con mắt và con mắt này đảm bảo rằng SKT không thể ăn vụng trộm con Baron. Looper vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình, buộc Đức phải dùng cái đan Hextech để xóa sổ quái vật. Looper bị làm choáng, nhưng đó chỉ là tình huống hổ báo bất ngờ của Đức, bởi Looper đang không có nhiều tầm nhìn và Looper sợ rằng đối phương gọi đội ra. Hoàn toàn đồng ý, anh ta không có cơ sở để phản kháng lại mà thôi. Chứ nếu như áp sát vào mà tay đổi, tôi cũng không nghĩ rằng Looper gặp nhiều khó khăn, bởi vì người duy nhất có khả năng hạ cục đối phương tôi nghĩ rằng là Looper. Vì Đức có làm tốt đến mấy thì nó cũng sẽ là một sự pha sứ giả phán quyết đẩy văng Đúc về mà thôi. Trong khi đấy ở chiều ngược lại thì kể cả bật tốc độ sống xét lên, tôi nghĩ rằng vẫn có những khả năng để Looper truy đuổi theo với bàn tay băng giá, với truy cùng diệt tận. Bùa đỏ được giữ lại bởi Blank rất bình tĩnh sau pha chiều cuối của đối phương. Và đây sẽ là con rồng thứ tư dành cho SKT. Hai gió, hai đại dương, khả năng hồi phục được bổ sung cách đáng kể dành cho SKT. Và khả năng di chuyển để có thể bắt đối phương rất kinh khủng nữa. Chưa kể cái tốc độ di chuyển sẽ giúp cho những pha gọi là cầu máu của Faker tôi cảm giác như sẽ tốt hơn. Anh ta sẽ khiến cho đối phương bị hoang mang rằng không biết rằng thanh niên này đi đường nào mà nhanh thế. Có lẽ một phần nào đấy tốc độ di chuyển cũng sẽ ảnh hưởng tới khả năng cấu trúc máu. Vừa rồi Tuấn nói, tôi cứ đang nghĩ tới trong đầu là Tuấn đã hình dung là tốc độ di chuyển sẽ ảnh hưởng tới tốc độ bay của cái mũi tên xuyên phá chẳng hạn. Nhưng ở cái chiều hướng mà anh vừa nói thì có vẻ như nó cũng sẽ một phần nào đấy có tác dụng. Bởi khi anh ta tiến tới nhanh hơn, anh ta cũng sẽ áp sát được gần hơn. Đúng rồi, và đường đạn cũng sẽ đến nhanh hơn. Đường đạn đúng là nó cũng đến nhanh hơn một chút xíu thật với vị trí đứng của anh ta so với đối phương. Bùa đỏ đã có nhưng không làm gì được cả. Dường như SKT mặc dù là đang có được lợi thế rất lớn,
và khả năng kiểm soát tầm nhìn xung quanh hang Baron được. Nhưng đối phương cũng đang tỏ ra là không dễ nhằn gì. Đường trên này, đường dưới này thì chính xác hơn. Đúc lại bị tấn công bởi Looper, và như đã nói rồi, khả năng trao đổi ý thức, khả năng khô máu, nó hoàn toàn lợi thế hơn dành cho một người chơi Poppy đang có rất nhiều trang bị như thế này. Và tiếp tục là ăn Baron với 3 người. Nhưng rõ ràng như đã nói rồi, Jin ăn rất chậm và Emel buộc phải bật tận thế nào. Rock sân khấu tử thần được vang lên, Mata dính đạn 2, đạn 3 cũng dính và đạn 4 buộc phải tốc biến lên. Tốc biến đến từ Blank, và Mata có một cú kiệt sức tốt, Blank tạm thời phải lui ra, không thể làm gì được nữa. Và thêm một tình huống chuyên tâm nữa để ép cho Blank phải lùi về. Khu đường dưới cứ liên tục di chuyển ra, di chuyển lại. Càng ngày thì Đúc sẽ càng thua thiệt về lượng lính so với Looper. Looper vẫn đang bám rất sát so với thời gian với lượng farm quái vật của mình. Anh ta phá thành công được trụ thứ hai khu đường dưới. Đúc của hoàn toàn bất lực làm trói nhưng không gây được một chút xíu khó khăn nào nữa. Có thêm thấu kính để phát hiện tầm nhìn xung quanh của hàng Baron. Faker đang tiến ra để dồn sát thương. Và có thêm cả Olaf đang tiến tới đây. Tốc độ ăn là vô cùng chậm đến từ SKT. Và Ward đang phải tiết kiệm những cái mầm cây cũng như bộ chiến thức của mình. Đó là phát đạn thứ tư. Đó là tốc độ ăn rất nhanh. Con Baron sắp được ăn xong. Kennen dịch chuyển ra. Con Baron thuộc về các thành viên đội tuyển SKT. Phía bên kia Đúc bị tấn công. Đúc không kịp dùng cho mình đồng hồ Catronia. Một điểm hạ gục đổi lấy bộ lợi Baron cho 4 người. Tôi nghĩ rằng đó là một cái kết viên mãn dành cho điểm hạ gục vừa rồi của Đúc. Và có lẽ điều mà Đúc đáng tiếc nhất đó là anh ta không có bộ lợi Baron để đòi lại thế trận mà Looper đã đè nén mình mà thôi. Nếu như có bộ lợi Baron thì chắc chắn Đúc sẽ tiếp tục bài ca đẩy lẻ một mình. Và với bộ lợi Baron những con lính sẽ khỏe hơn và Looper sẽ không còn cái thế gọi là thống trị như chúng ta thấy trong khoảng gần 20 phút vừa qua của trận đấu. Để xem với bộ lợi Baron SKT sẽ làm được gì. Trước hết là họ có khả năng đẩy đường. Thứ hai là khả năng cấu rỉa máu từ hai con rồng nước. Thứ ba là tốc độ di chuyển, họ có thể di chuyển linh hoạt giữa các đường với nhau. Và nhiệm vụ quan trọng nhất của họ bây giờ sẽ phải đẩy cao cả ba đường lên để tận dụng con tầm đó đấy. Sát thương rất lớn đến từ Zyra. Một mình anh ta ăn đi con cua kỳ cục tương đối nhanh ở khu vực rừng dưới. Vẫn là những pha di chuyển đi để kiểm soát tầm nhìn với tốc độ di chuyển được cộng thêm tới từ con rồng gió. Và có những Zyra là mẫu tướng hỗ trợ đi kiểm soát tầm nhìn có lẽ là gần như là dễ nhất cho Liên Minh Huyền Thoại rồi. Để tôi thử hình dung xem một vị tướng nào có được khả năng lấy tầm nhìn phía bên trong bụi mà lại còn có được khả năng thoát thân nữa thì có thể là tốt hơn Zyra. Kaelin. À Kaelin à. Đúng là tương đối ít những vị tướng hỗ trợ có thể làm được điều này. Kể cả là những con bài chống chịu như Braum hay Thresh. Thresh thì may ra có được kiểu là khả năng kiểm soát tầm nhìn với những cái lồng đèn của mình. Còn pha tấn công này nó không mang ý nghĩa gì cả. Buộc cho Looper chỉ đơn giản là đi bộ về mà thôi. Có vẻ như SKT không muốn tận dụng Baron để đẩy đường. Họ muốn tấn công con rồng ngàn tuổi nhiều hơn. Nãy giờ sau khi bộ lợi Baron thì đẩy đường cũng không phải là quá cao. Chúng ta đường trên là một đường đẩy của Royal. Đường giữa thì hiện tại Faker mới di chuyển ra để đẩy ngược trở lại. Những gì họ làm là cắm những con mắt ở rừng bùa đỏ của đối phương, cũng như là quét sạch mắt. Cắn rất đau. Đó là những cái mầm cây liên tục cắn khiến cho Mata gặp một vài những trục trặc nhất định. Tôi bắt đầu thấy một vài những điểm hở của SKT. Không biết rằng họ có hướng tới những pha giao tranh không, nhưng tôi tin chắc rằng kể cả họ cấu máu hay đến mấy thì họ vẫn sẽ bị ép giao tranh trong một vài những tình huống mà thôi. Ezreal chỉ còn một chút xíu máu sau những pha cấu rửa máu cực kỳ chuẩn bởi Faker. Và điều mà tôi đang muốn nói tới đó chính là không có dây chuyền Ancestry. Đó rất dần giáp chân thần được hoàn thành đến từ vị trí của Blank. Nên nếu như bước vào những pha giao tranh thì sát thương được gây ra bởi Xiahou, Uzi với những cú chiêu cuối và Mata sẽ là tương đối lớn khi không có kháng phép trên diện rộng dành cho SKT, không có bất cứ một cái hào quang nào dành cho họ cả. Tiếp tục là đẩy ở đường dưới đang là một cái gì đó khá là trái ngược với suy nghĩ của tôi. Tức là SKT họ vẫn sẽ đẩy nhưng sẽ đẩy lâu hơn và khiến cho đối phương có vẻ như bất ngờ. Uzi vừa rồi là không có được một chỗ đứng thuận lợi để né đi mũi tên xuyên phá của Faker và phải về, và khi xạ thủ về thì bạn sẽ mất trụ hai. Bây giờ sẽ là cắm những con mắt chờ một phút nữa ra rồng ngàn tuổi. Đường giữa đang được đẩy và họ sẽ tiếp tục ở đường dưới, đó là SKT. Có vẻ như họ đang muốn xoay quanh khu vực rồng ngàn tuổi nhiều hơn, tức là họ đánh ở đây, cầu máu đối phương hay làm như thế nào đấy, khi mà rồng ngàn tuổi ra họ sẽ phi thẳng ra rồng ngàn tuổi và đối phương không còn phương án để gượng lại được. Kể cả là MLXG thì cũng đã mất đi 2/3 lượng máu của mình. Nó là lửa từ thần, nó là rất nhiều sát thương. Looper vòng ra, Looper liên tục bị chăn dắt bởi những cái cây của Zyra và sát thương đến từ các thành viên đội tuyển SKT. Wow! Pha lao vào đẹp đến từ Đúc và suýt chút nữa thôi đã có thêm 2 điểm hạ gục dành cho SKT. Này, nó không có tác dụng gì cả nhưng nó ép góc thành công các thành viên đội tuyển Royal Nugget lùi về là trụ và là nhà lính ở khu vực đường dưới dành cho SKT. Họ sẽ di chuyển ra khu vực hàng rồng để rất tầm nhìn và biến về để chuẩn bị cho pha ăn rồng tiếp theo của mình. Bộ lợi Baron không còn nữa và tốc độ bấm B về của SKT nó không còn nhanh nhưng nó không có quá nhiều sự quan trọng trong tình huống này.
lính được đẩy ở đường trên và đường giữa, chắc chắn Royal họ sẽ không thể nào di chuyển ra khu vực rồng trước SKT. Kể cả SKT có bấm B về và chạy ra thì SKT vẫn sẽ là người đến đầu tiên. Hãy nhìn những con mắt của SKT cắm ở rừng bùa đỏ của Royal. Nó là một... tôi không biết đây là có thể dạng tre của Việt Nam hay không. Rất nhiều những con mắt để kiểm soát tầm nhìn. Chiều cuối của Airview chỉ mang tính chất cầu may và hỗ trợ trong việc kiểm soát tầm nhìn mà thôi. Uzi trong trận đấu này anh ta rất bế tắc và liên tục anh ta phải sử dụng những pha chiều cuối kiểu như vậy. À, khi mà Sehu đang khu đường trên thì đấy, Sehu đang ở đường trên mà. Thôi xong rồi. Nó thực sự sẽ là con rồng ngàn tuổi dành cho SKT khi không có cả chiều cuối của Airview để cầu may trong một vài những cái tình huống nữa. Vẫn đang cố gắng đẩy nốt một vài những đợt lính để lát nữa thôi đỡ gặp áp lực khi SKT tập trung lại với nhau rồi đây. Bây giờ sẽ đẩy ở khu điểm giữa rồi. Khả năng cầu máu là rất mạnh mẽ với con rồng ngàn tuổi này đến từ Varus. Bây giờ có cả lửa tử thần, có lượng sát thương lớn để đốt để gây thêm lửa tử thần đau hơn, để thêm rồng ngàn tuổi nữa. Thôi thì chẳng may mà dính phải một cái kỹ năng gì rồi thôi. Tôi nghĩ rằng máu mất đi cũng rất nhiều. Và thậm chí rằng Zara cứ đứng trên cao đặt những cái cây thì xem lại phải đâu đây. Royal sẽ không dám mà có thể lao lên đâu. Looper rõ ràng là hơi đù trong tình huống này. Anh ta bị trói bởi Wolf, bị giữ chân bởi nét vẽ chết chóc và mất nửa máu trước khi băng vào. Cũng điều đáng tiếc trong trận đấu này đó là Đúc không thể làm được một pha của Smap. Bị kiệt sức thôi. Anh ta bị kiệt sức bởi Mata, đó là sự tinh tế của Mata. Nếu như không có pha kiệt sức thì tôi tin rằng MLG là người tiếp theo phải nằm xuống. Rồi. Này, thế này thì không thoát được. Tóc Việt thoát được. Không không. Vẫn còn... À, rất hấp dẫn. Anh ta vẫn còn giữ lại một sát trước cuối cùng, đó là con sói, để có thể dùng pha xung phong và thoát đi. Trong vân rừng SKT, họ kiếm được quá nhiều tầm nhìn. Trụ thứ hai khu đường trên bị phá đi. Và cái cách để họ phá đi cái trụ thứ ba ở khu đường trên này nó cũng giống như cách họ phá đi cái trụ thứ ba khu đường dưới mà thôi. Bình tĩnh cấu rỉa máu, chờ cho viên đạn thứ tư của Bang hồi lại, di chuyển một vài lần để lên cái nội tại đến từ cái Đại Bắc Liên Thanh. Đoàn sát thương vào trụ có lẽ phải lên được con số là 300. Đúng như vậy, hơi đen là không có dòng đất. Và thậm chí rằng nếu như mà phát bàn thứ tư nữa thì tôi chưa biết được nó là bao nhiêu. Bởi phát bàn thứ tư của Jin là có chí mạng vào trụ. Đó là mũi tên xuyên phá trúng hai người, mặc dù hai người đó đã núp rất kỹ rồi. Lính đang đẩy vào, sẽ là Trà Lê tiếp tục cầu máu. Cây của Zara bắt đầu được cắm xuống. Looper mất nửa máu lao vào, đó là Blank. Anh ta tạm thời lùi ra, trụ đã được ăn bởi SKT. Nhà lính đang được tấn công. Và đó là hai đường cho đại diện của Hàn Quốc. Rất dễ dàng, hai đường cho SKT. Họ chưa muốn dừng lại ở đây, họ không muốn vòng ra khu đường giữa. Nhưng họ nhận ra rằng có lẽ mình nên quay về rồi. Đây cũng không phải là một tình huống tấn công dễ dàng gì cho SKT. Để kết thúc luôn đi trận đấu này. Bước đến phút thứ 42 rồi. Có lẽ cần ít nhất là 3 phút nữa để SKT có thể kết thúc trận đấu này. Trang bị tiếp theo được hoàn sẽ được hướng tới bởi hai thành viên xạ thủ của SKT là Trigaiman Mortius, khi họ đang có những cái mảnh ghép rất cụ thể như thế kia. Đúng rồi, còn với của Zara Wolf thì đó là chiếc hư vô. Hoàn thành rồi. Thôi đừng cục, đừng nói về độ cục như này. Tôi nghĩ rằng bây giờ mà bán mắt đi lên mũ phù thủy thì có lẽ Royal Never Give sẽ phải đánh chữ sục FF. Mặc dù họ tên là không bao giờ khuất phục nhưng họ vẫn phải sục FF trong tình huống mà nhìn thấy mũ phù thủy xuất hiện trên đầu của Wolf. Bán mắt tím. Thực ra anh ta cắm mắt tim ra rồi anh ta về mua mũ thì mọi điều cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Chứ còn bán cái cục mắt kia đi nó hơi thừa. Bởi vì thời điểm hiện tại thì có lẽ hai cái máy quét là cũng đủ để kiểm soát tầm nhìn rồi. Xiaohu gặp đó khó. Và khi có Blank ở đây, Xiaohu đang cố gắng sử dụng MLXG như một cái lá chắn. Và Blank khá khéo léo thoát ra khỏi pha tấn công. Blank hạ gục thành công được đối phương. Anh ta đang đuổi theo, anh ta đang chờ hồi lại súng cao su. Nhưng không nhảy thêm nữa. Họ muốn kết thúc nhưng lại vòng ra khu vực đường giữa. Cả Faker, cả Wolf đang di chuyển ở khu đường trên nhưng sẽ tiếp tục hội tụ lại cùng những người đồng đội của mình ở khu đường giữa này mà thôi. Sát thương của Bang như đã nói, viên đạn thứ 3 thôi đã là 300. Như vậy nếu viên đạn thứ 4 là 600 chí mạng cộng thêm sát thương đến từ cái Đại Bắc Liên Thanh nữa, có lẽ phải lên con số là hơn 700 một chút xíu. Ba đường, SKT tiến thẳng vào nhà chính của đối phương. Looper như đã nói trong đấu này, anh ta rất đủ. Bang bị tấn công nhưng Bang không nằm xuống được. Quá khó để có thể hạ gục Bang khi phía sau lưng kia là Blank, là Đúc với những cú chiêu cuối, với cái tấm thân cải, tấm thân đồ sộ kia cản hoàn toàn những pha tiến ra tấn công đến từ Royal Never Give. Nó sẽ là trận đấu dành cho SKT. Giáp thần được kích hoạt, những món trang bị kích hoạt trên người của SKT còn cực kỳ nhiều. Một đều cho cặp đối đầu giữa SKT và Royal Never Give. Và có vẻ như SKT họ không hề bị lay chuyển về tâm lý sau thất bại có vẻ như bất ngờ của Royal Never Give ở ván 1. Mọi thứ đã quay trở lại khi Blank được xuất hiện và sự có mặt của Blank trong những tình huống cần thiết đối với anh ta tôi nghĩ là cực kỳ hợp lý, đặc biệt là pha di chuyển kết hợp với